Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi tạp chí công nghệ Techmark. Đây chính là một chiếc laptop vô cùng mỏng nhẹ nhưng giá thì hơi nặng tí. Một laptop Dell Inspiron 7373 với mức giá bán lẻ đề xuất đó là 29 triệu. Chưa hết, còn 990 ngàn nữa. Đây là một dòng mẫu laptop thuộc dòng Inspiron 7000 series nên cũng không khác gì mẫu Inspiron 7370 không nhiều mà Techmark đã từng đánh giá, nên các bạn có thể tham khảo trong những đoạn link video chúng tôi đã có để ở phần mô tả. Còn ở trong video này thì mình sẽ nói về những điểm khác biệt giữa mẫu Inspiron 7370 và Inspiron 7373 nhé. Đầu tiên đó là số 3, sau đó là thiết kế. Đây là điểm khác biệt cũng có thể được xem như là điểm nâng cấp lớn nhất của 7373 khi so với 7370. Vẫn là kiểu thiết kế kim loại nguyên khối sang trọng với kiểu dáng mỏng nhẹ cao cấp nhưng lại có phần là dày hơn 7370 một tí. Cũng một phần bởi vì bản lề đã được thay đổi giúp cho 7373 có thể lật 360 độ như thế này. Nghĩa là Inspiron 7370 trở thành một laptop 2-in-1. Và theo như mình nghĩ thì đây là một nâng cấp rất đáng giá và rất thích hợp dành cho một laptop này. Khi mà chúng ta kết hợp được sự mỏng nhẹ cùng với sự đa chức năng thì Inspiron 7373 sẽ rất cơ động. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một điểm trong thiết kế mà mình không thích ở sản phẩm cao cấp này lắm, đó là phần viền ở dưới màn hình còn hơi dày, chưa tối ưu để phù hợp với thiết kế mảnh mai của thiết bị. Về phần bàn phím touchpad, bàn phím và touchpad trên 7373 không có quá nhiều sự thay đổi so với phiên bản cơ bản. Cảm giác gõ phím vẫn rất tốt, vẫn tích hợp được đèn nền bàn phím giúp chúng ta làm việc ban đêm thoải mái hơn. Chỉ khác là mỗi phím nguồn không tích hợp cảm biến vân tay ở đây. Tuy nhiên các bạn đừng lo, bởi vì sẽ không có cơ chế bảo vệ sinh trắc học trên thiết bị, bởi vì chiếc laptop này đã được trang bị cảm biến hồng ngoại nhận diện được gương mặt mở khóa bằng Windows Hello. Ok, rồi về màn hình thì màn hình trên Dell Inspiron 7373 có kích thước là 13.3 inch, độ phân giải là Full HD, tấm nền IPS nên cho góc nhìn rộng, màu sắc trung thực, độ sáng thì tương đối cao và khả năng nhìn ngoài trời là ổn, chúng mình đã thử nghiệm. Đặc biệt màn hình là màn hình cảm ứng điện dung. Điều này là cần thiết cho một chiếc laptop 2-in-1 có khả năng gấp lật màn hình. Và bản thân mình đánh giá cao về màn hình của Inspiron 7373 khi có khả năng cảm ứng mượt mà, không bị khựng hay là có độ trễ. Và đặc biệt là các màn hình cảm ứng thường có một nhược điểm, đó là màn hình bị chìm sâu và cách xa tấm kính do phải đặt thêm một lớp cảm ứng. Tuy nhiên, màn hình trên thiết bị này rất nổi và sát bề mặt kính nên trải nghiệm sử dụng là rất là tốt. Hiệu năng và nhiệt độ như sau. Cấu hình thì vẫn được giữ nguyên sau phiên bản trước. Cụ thể thì phiên bản của mình đang sử dụng là chip Core i7 thế hệ thứ 8 là 8550U, dung lượng RAM là 8GB, bộ nhớ trong là SSD 256GB. Với cấu hình cao như vậy thì việc sử dụng chiếc laptop này một cách mượt mà là chắc chắn. Khi mà mình mở một ứng dụng hay là thực hiện một thao tác nào đó thì phản hồi ngay lập tức. Mình có chạy các phần mềm chấm điểm hiệu năng thì Dell Inspiron 7373 có điểm BodyMark được hơn 400 điểm, còn phần mềm PCMark 10 cho ra là hơn 4.128 điểm, một con số khá ấn tượng. Các tựa game online như là Liên Quân hay là CSGO thì các bạn nên yên tâm là bao mượt luôn. Mà chắc chắn là cũng chẳng có ai sử dụng mẫu laptop dành cho doanh nhân để mà đi render video hay là thực hiện các tác vụ đòi hỏi khả năng đồ họa cao, nên việc chúng ta sử dụng GPU Intel 620 là quá chuẩn rồi. Tuy nhiên điểm mà mình không hài lòng về chiếc máy này thêm đó là phần nhiệt độ. Thiết bị sử dụng con chip dòng tiết kiệm điện, ngoài ra không có cạc đồ họa rời. Tuy nhiên nhiệt độ máy lại còn khá cao. Đối với các sản phẩm laptop khác thì nhiệt độ có cao thì chúng ta cũng ok chấp nhận được. Nhưng đối với một sản phẩm laptop light thì khác, bởi vì chúng ta không chỉ sử dụng laptop trên mặt bàn mà chúng ta còn cầm trên tay hay là chúng ta để trên người và thao tác như là một chiếc máy tính bảng. Sử dụng nhiều tư thế thì nhiệt độ cao sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân những người sử dụng chúng ta. Có thể là do thiết kế mỏng nên làm cho thiết bị tản nhiệt không tốt. Nhưng bù lại là CPU trên Dell Inspiron 7373 là thế hệ thứ 8 như các bạn đã biết thời gian gần đây, thì các vi xử lý đời cũ đã dính phải lỗi thiết kế ảnh hưởng đến khả năng bảo mật của thiết bị. Nhưng với thiết bị này sử dụng chip Core i đời mới nhất không dính phải lỗi đó nên chúng ta hoàn toàn yên tâm là không bị rò rỉ thông tin hay là bị giảm hiệu năng sau khi cập nhật. Phần pin thì sao? Nếu như thời lượng sử dụng pin trên 7370 rất tốt thì trên thiết bị này lại bị một vấn đề nhỏ thôi, đó là pin tuột hơi nhanh xíu. Cụ thể là khi mà mình mở máy thì màn hình có độ sáng là 100%, không sử dụng thì trong vòng 4 tiếng máy báo pin yếu. Nếu bạn nghĩ chuyện này là bình thường thì khi so với mẫu 7370 thì khi làm việc, các thao tác văn phòng, lướt web thì có thể trụ đến 6 tiếng đồng hồ. Không rõ đây là một lỗi phần mềm hay phần cứng, nhưng mình mong trong tương lai sẽ khắc phục ngay. Đồng thời chúng ta nói về khả năng kết nối thì Dell Inspiron 7373 tuy mỏng nhẹ nhưng vẫn trang bị đầy đủ các cổng kết nối như là hai cổng USB Type-A.
và 1 cộng USB Type-C, tất cả đều là 3.1 cho tốc độ truyền tải nhanh, 1 cộng HDMI và 1 khe thẻ nhớ SD, có thể nói là khá đầy đủ. Nếu chúng ta là một người hay di chuyển nhiều thì với số lượng cộng kết nối như thế này thì tiện dụng, chúng ta có thể không cần phải mang thêm adapter chuyển đổi nào cả. Tổng kết lại, với em Dell Inspiron 7373 nổi bật là một chiếc laptop Lite có thiết kế sang trọng cao cấp, màn hình viền, hiển thị đẹp, bảo mật sinh trắc học bằng gương mặt. Tuy nhiên với mức giá lên tới 30 triệu đồng thì đây chưa hẳn là một sự lựa chọn nổi bật khi tồn tại một số điểm hạn chế về nhiệt độ và thời lượng pin. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyên mục ngày hôm nay của Techmark Tạp chí Công nghệ. Hãy để lại bình luận và comment ở bên dưới để chúng mình biết rằng các bạn nghĩ như thế nào về mẫu Inspiron Laptop Lite 7373 này nhé. Xin chào.